Đấy, vừa bung bên trong con motor BLDC của cái máy rửa xe, công suất lớn, con này 1.500W nhé, mình vừa lấy được ạ. Cái đầu bơm sáng bóng, chưa có ít nhớt là dính ở đây đâu, con này là mới tinh luôn đấy, chạy điện 100 hay sao á. Cái đằng trong này đó, không biết là nó nối hình sao hay sao á, để mình tí mình xem lại. Đây, cuộn điện này khá là to nha, đấy, khá to này, nặng lắm, cái này nặng lắm, tầm cỡ 1.500W hay sao á. Vừa săn được cái về chơi chơi thích thú đi. Đây, ốc yếc nằm trầm, nằm trầm được bọc qua một lớp inox bên ngoài để giữ cái thanh nằm trầm lại, nằm trầm cực dày luôn nhé, này hút mạnh lắm. Đây, còn cánh đằng sau tản nhiệt nữa này, chưa biết là cách tháo kiểu gì đây. Tí mình tìm cách tháo được không, nó to lắm. Cái cánh đằng sau nó to hơn cả cái đầu, tí mình tìm cách tháo nó ra không. Tẹo là mình lắp lại xong mình test thử nhé, nhưng mà chạy về để áp thấp thì mình quấn đấu lại cái này. Đây, cái này nó có thêm cái dây, chắc là cái dây cảm biến nhiệt độ hay sao, đấu về đây. Lâu kiếm con về chơi review tí, nhưng mình không bán đâu nhá, đừng ai hỏi mua nhá, mình cũng lấy về ở trên nhóm, lấy về nghịch tí rồi để test ra. Đấy, đang gỡ lại để mà chạy áp thấp này. Đây, nó đấu kiểu này giống kiểu con servo gần như vậy nhá. Đây, hình sao một chân sao này, cái này chân thứ hai này đó. Đây, con này là chạy ở điện áp là 120V AC 60Hz, cái này là hàng xuất đi Nhật Bản hoặc là châu Âu này, nó chạy kiểu này. Mình quấn lại đấu lại hình sao ấy, thì nó cho nó chạy ở mức điện áp 80V ấy, thì nó chạy ok đó. Khi cái điện áp này nhá, điện áp 120V này mà biến đổi qua DC thì phải nâng lên được tầm 160 đến 170V DC nhá. Đây, thì mình nối lại cái này thì nó chạy ở mức áp tầm 70 đến 80, hơn 80V nữa là ok. Chế xe thì tầm 80V là ok, dùng loại pin 20S này, 24S đấy. 24S là cái dòng pin lipo nhá. Rồi, đấu lại đó, xong test nhá. Đấy, sau một hồi đấu này, 4 giây, vô cực 4 giây nhá. Bên này như vậy, thành sao đó. Đầu số 1 đấu với đít của đầu số 2 này. Đấy. Đầu số 2 đấu với đít đầu số 3 này. Đầu số 3 đối với đít của đầu số 1. Ok. Đấy, đã lắp xong. Mang ra test nhá. Ở mức điện áp là 51V. Điện áp chỉnh. Rất thấp, tăng hết cỡ. W gió thổi ra đây, cái này chạy tầm 72V thì là ok hơn. Xong mình lắp cái cảm biến han vào đây xem ok không. Dây này hơi nhỏ chút tí, ok. Chạy này tốc độ khá cao nha, cũng khá cao đó. Nhưng mà chạy tầm 72V thì nó còn cao hơn nữa, khỏe lắm. Đây, để một ngày thấp nhất rồi, không cầm nổi nó đâu. Cái này có cái cánh tản nhiệt thổi ra đây, không biết là hút gió từ dưới lên hay sao đó.